Xin mến chào quý cô chú anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Và rồi hôm nay thì vườn mai của chị Hà ha có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị mình lô mai ghép giống giảo xung Sài Gòn lá lớn ha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của chị Hà nha. Rồi không làm mất thời gian của cô chú anh chị mình nữa ha, em mời mình gặp luôn chị Hà để chị Hà chào giới thiệu và giao lưu nha. Dạ rồi, em cũng xin kính chào quý cô chú bác anh chị em mình gần xa ha. Hôm nay trở lại kênh em giao lưu một lô mai để anh chị em mình mua về cho Tết 2024 mình để bàn rất là đẹp nha. Rồi. Rồi cái này là em vô mã đầu tiên, em xin nói tiếp với clip trước là mã số 21B. Rồi. Rồi là một cây siêu bông lá lớn nha. Rồi, siêu bông Sài Gòn lá lớn. Cây lên nụ rồi ha. Đó. Nè, nụ rất là nhiều nha cô chú anh chị. Thế nào? Bỏ đó ra cho khác. Có củ nè. Rồi. Không xấu luôn nha chị ha. Rồi cây này là hoành được 9 nha. Rồi. Rồi chiều cao là được 58 nha. Rồi. Tán ngang là được 54. Rồi. Rồi cái này em giao lưu là 180 nha. Rồi. 180 bao phí ship ha. Rồi, đợi cái. Rồi, tiếp theo cây mã số 22. Mã số 22B. 22B cũng là một cây siêu bông Sài Gòn nó lớn luôn nha. Rồi. Cái này cái đế quá đẹp luôn. Như con thú luôn cô chú anh chị. Rồi, không số luôn nha chị. Rồi cây này hoành được 8 nha. Nụ rất là nhiều nha. Rồi chiều cao được 57. Ngang được 50 ha. Rồi, rồi cây này em giao lưu 200 nha. Rồi mình đợi cây nha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 23B. 23B cũng là một cây siêu bông Sài Gòn luôn nha. Rồi. Cây này tàn quá đã luôn. Nụ có luôn ha. Rồi cây này hoành được 9 nha. Chiều cao là được 61. Ngang là được 52. Rồi cái này em giao lưu 230 nha. Rồi mình để cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 24B. Mã số 24B. 24B là một cây giảo Phú Tân nha. Rồi cây Phú Tân ha. Bông 12-24 cánh ha bà chỗ. Dạ 12-24 cánh. Rồi nụ nè. Đó. Quá đã. Đế cũng đẹp luôn nha. Không số luôn nha chị. Rồi cây này là hoành được 8 nha. Rồi. Rồi chiều cao được 51. Tán ngang là được 58 nha. Rồi cây này em giao lưu 250 nha. Rồi đợi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 25B. Rồi. Siêu bông lá lớn hay bà chú? 25B là một cây siêu bông lá lớn. Rồi. Nguyên cái cũ luôn ha cô chú anh chị. Quá đẹp. Rồi. Cho xin thông số luôn chị Hà. Rồi cây này là hoành được 8 luôn nha. Quá trời nụ luôn nha. Rồi cao là được 46 ha. Ngang là được 59 nha. Rồi. Rồi cây này em giao lưu cũng 250 luôn nha. Rồi mình đợi cây nha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 26B. Mã số 26B cũng là một cây Phú Tân luôn nha. Rồi. Cây này cái tàn quá đã luôn. Không đâu mày. Nguyên cũ luôn ha. Rồi, không số luôn nha chị. Rồi, hoành được 7 nha. Rồi. Rồi, cái củ này là được 13 nha. Củ tăng lên nụ hết nha. Rồi, rồi, cao là được 47. Ngang là được 52. Rồi. Rồi, cái này em giao lưu 220 ha. Trời, đổi cây nha. Rồi. Mà đi. Rồi, tiếp theo cây mã số. Mã số 27B. Rồi. Sài Gòn lá lớn hả bà chủ? 27B Sài Gòn lá lớn. Rồi. Cây này đế quá đẹp luôn nha. Rồi, cho xin thông số luôn chị hai. Rồi, cây này là hoành được 9 nha. Rồi, nụ nhiều nha. Rồi, cô chú anh chị. Rồi, cái củ nó dưới được 17 á. Rồi. Rồi, chiều cao là được 56. Rồi. Tán ngang là được 57. Rồi. Rồi, cây này em giao luôn 200 ngàn luôn ha. Rồi, đợi cây nha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số mã 28. Mã số 28B. 28B cũng là một cây Sài Gòn lá lớn luôn nha. Rồi. Nguyên cũ luôn ha. Siêu bông lá lớn. Rồi, thông số luôn nha chị. Rồi. Cây này hoành được 7 nha. Rồi. Rồi, cao được 44. Nụ nhiều lắm nha. Ngang được 51. Rồi, cây này em giao lưu cũng 200 luôn ha. Rồi, mình đổi cây nha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số. Mã số 29B. 29B cũng là một cây siêu bông lá lớn luôn nha. Rồi.
nguyên củ luôn nha. Trời ơi, cái củ đẹp nha. Rồi, thông số luôn nha chị. Dạ. Hoành được 8 nha. Rồi, nụ khá ha. Cao được 53. Ngang là được 47. Rồi. Rồi, cái này em giao lưu 200 luôn ha. Rồi, đổi cây ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số, số 30B. Cũng là một cây sư bông lá lớn luôn nha. Rồi. Cây này cũng là cây cuối clip em luôn nha. Trời ơi, cái củ quá đẹp. Liền cốt rồi ha. Liền rồi. Cốt 100% luôn. Rồi, cây này hoành được 8 nha. Nụ khá ha. Rồi, chiều cao được 56. Rồi. Tán ngang được 55. Rồi. Rồi, cái này thì em giao lưu 250 luôn ha. Rồi, cái này cuối clip luôn. Rồi, ha. Cái này là cây cuối clip thì em cũng kính mong được sự ủng hộ của quý cô chú bác anh chị em mình gần xa ha. Rồi. Dạ, em cũng xin cho số điện thoại là 0398932309, nó cũng là số Zalo em luôn nha. Dạ, em xin chân thành cảm ơn ạ. Rồi, em cũng xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mà những clip tiếp theo ạ.